Nhìn bà có vẻ không hứng thú khi tham gia buổi tiệc này. Hay bà và anh Cường có chuyện gì? Sao chị lại nghĩ vậy? Chẳng qua là tôi đi đường xa nên hơi mệt thôi. Cũng đúng. Làm việc như cô khá là vất vả. Như chúng tôi á, chỉ cần son, mỹ phẩm và đồ hiệu. Còn rảnh rỗi á, thì đi du lịch. Nếu mà tài khoản ít tiền á, thì chồng chuyển khoản cho. Hơi đau á, mà cày ngày, cày đêm nghiên cứu. Lan nè, bên Hồng Kông sắp có một tuần lễ thời trang. Hay là bà đi với chúng tôi đi, để tôi đặt vé cho. Người tình của một chủ liên hiệp đá quý á, thì phải nên đi những nơi đó cho xứng tầm chứ nhỉ. Nếu mà không thích đi Hồng Kông á, thì tháng sau đi Paris với tôi đi. Bên đó đang có tuần lễ đại hạ giá các đồ hiệu, 2 năm mới có một lần á. Tại vì tôi chỉ thích đi một mình thôi, không có thích đi với chồng. Phụ nữ mà, cần phải có sự tự do chứ. Nếu như người đàn ông đó cho phép. Thực ra thì những lô đá mới và những mẫu vật đã chiếm hết thời gian của tôi rồi. Nghe các chị chia sẻ về thời trang và du lịch, tôi cũng hứng thú lắm. Nhưng mà thực sự tôi cũng chưa có thời gian dành cho nó. Bà nói vậy làm tôi nhớ đến má tôi quá. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy vậy. Giữa Ai Cập và Algeria, chúng cũng không khác nhau mấy về mặt thời tiết. Nhưng nếu chúng ta buôn bán ở đó thì phải nên coi lại. Ở đó rất điên cuồng trong kinh tế, rất khó để xuất nhập khẩu với những nước như vậy. Khó cũng phải thử thôi, cho dù có nhiều nguyên tắc của Hồi giáo. Ok. Nhạc lên rồi, chúng ta nhảy đi. Em à, Sam không tham gia. Em thấy hơi mệt. Anh cứ chơi cùng mọi người đi. Anh thấy hình như em không thích những buổi tiệc anh tổ chức thì phải. Đúng hơn là em không thích sự xa hoa của nó. Vì xung quanh chúng ta còn nhiều người cơ cực lắm. Em biết đó. Nếu chúng ta không nhảy múa hát hò thì chúng ta cũng đâu làm gì được cho họ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết một con đường thì em nên giúp họ kể từ giờ. Anh còn đang đi tìm con đường của mình đó em à. Em muốn uống thêm nữa không? Không. Em hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ. Em có cần anh đưa em về không? Không cần đâu. Ở đây còn nhiều người cần anh lắm. Em đi trước. Sao rồi? Cơm không lành canh không ngọt rồi đúng không? Tôi có mấy viên kẹo nè, đêm nay có lẽ cậu cần đó. Cảm ơn anh. Các em xinh đẹp như những bông hoa. Nếu như không chơi với hoa ha, đến ngày hoa tàn thì uổng phí lắm đó. Vui lên đi.
nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, có một mùa yêu nhau. Lan ơi, Lan ơi, Lan, mở cửa cho anh đi mà. Lan à. Em có sao không vậy? Lan, Lan. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người. Anh làm gì vậy? Anh say rồi, anh về phòng nghỉ đi. Không, anh không có sai mà. Anh đừng có làm vậy mà. Anh yêu em, anh yêu em mà. Lan, anh Cường, buông em ra. Anh Cường, buông em ra. Anh yêu em. Mọi chuyện ở phía trên đều diễn ra suôn sẻ hết rồi. Sắp tới chúng ta sẽ mở một trung tâm đá quý hợp pháp. Ừ. Tôi đã có đủ trữ lượng đá để mở trung tâm. Cậu đã mua chúng? Tất nhiên. Trữ lượng đá ở đây không nhiều và rất khó tuyên bố về chất lượng. Khó tuyên bố về chất lượng là sao? Tôi sẽ trao đổi sòng phẳng giữa trữ lượng khai thác được và trữ lượng tôi đã nhập về, sẽ là một sự công bằng tương đương. Được. Nhưng cậu sẽ làm gì với số lượng khai thác đá ở đây? Anh bạn, chúng ta hợp tác với nhau là đôi bên cùng có lợi. Tôi không thể nào nói kế hoạch riêng của tôi để cho anh nghe. Thật ra đá dùng mỏ này cần rất nhiều thử nghiệm để đánh giá chất lượng. Tôi đồng ý, không hỏi thêm nữa. Chúng ta sắp mở một trung tâm đá quý nên việc này không cần bàn cãi. Chào cậu. Alo. Không khó mấy. Nếu như vậy thì chúng ta phải chuyển nó nhanh hơn dự kiến. Bây giờ thì anh đã có đầy đủ số liệu, chú cứ yên tâm đi. Chú em à, nơi đâu cũng là nhà. Không chỉ có một Việt Nam thơ mộng, đôi khi chỉ cần giống như một con thằn lằn sa mạc vẫn đổi chân liên tục ở trên cát nóng bỏng rát để tồn tại. Bởi vì đối với nó, sa mạc mới là nhà. Được rồi, cứ như vậy đi. Làm trai bốn biển tứ phương mà.
Chú phải nhớ điều đó. Nên nhớ, chuyến này toàn là loại một. Chú phải cố gắng tiêu thụ càng nhanh càng tốt. Anh có muốn ăn trưa cùng em không? Chúng ta sẽ đi tìm những loại rau đơn giản nhất dành cho bữa trưa ngày hôm nay. Và thêm một vài loại trái cây giải độc nữa. Trinh Lan à, anh xin lỗi em về chuyện tối qua. Em quên rồi. Dù sao thì anh với em cũng chỉ là tình nhân thôi mà. Em là tất cả những gì mà anh có, chứ không chỉ đơn thuần là tình nhân đâu. Anh có thể không có tất cả, nhưng nhất định anh phải có em. Anh sẽ đi công tác vài hôm, em có muốn đi với anh về thành phố không? Em sẽ ở lại đây. Dự án của em sắp hoàn thành rồi. Bộ sưu tập các loại đá của đồi thung. Thật sự em ở lại đây chỉ để hoàn thành luận án thôi sao? Thực ra chỉ có như vậy thôi. Chàng trai đa nghi hay ghen à? Vậy thì em nói cho anh nghe, tại sao em lại không thích những buổi tiệc mà anh tổ chức? Tại vì nó quá xa hoa. Những con người tham gia, họ cứ như một con rối. Họ không có tâm hồn anh à. Anh hiểu. Nhưng người phụ nữ đó chỉ biết đến tiền và mỹ phẩm. Nói chung em thuộc tuýp người khác họ, nhưng em cũng phải nên xã giao một chút. Đó là những người rất có thế lực trong kim hoàng và đá quý. Nếu có lần sau thì em sẽ cố gắng. Nhưng mà nếu đó là bữa tiệc dân dã thì em sẽ thích hơn. Và quan giả, có đúng không? Đi thôi, mình đi ăn đi, em đói bụng rồi. Ok. Chào anh. Chào anh. Anh hẹn tôi ra đây có việc gì vậy? Chúng ta ăn trước được không? Đây là những món ăn mà trước đây tôi đã từng ăn hàng ngày khi tôi nhận nhiệm vụ xâm nhập vào hang ổ của bọn chúng. Mời anh. Thực ra tôi cũng muốn hỏi anh câu chuyện về năm xưa. Có lẽ chúng ta giống nhau cùng một câu hỏi thì phải.
Tôi nghĩ là hắn vẫn còn sống, và hắn sẽ cho chúng ta vài thông tin mà chúng ta cần. Anh Giáp, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh cứ hỏi đi. Anh có còn giấu tôi chuyện gì hay không? Không. Tôi không nghĩ như vậy. Anh chuẩn bị đồ xong hết rồi sao? Xong hết rồi. Anh chỉ đi chừng 10 ngày, không lâu lắm đâu. Sao anh mang nhiều đồ quá vậy? Đến 3 vali lận. Chỉ là quần áo và giấy tờ thôi. Hơn nữa, anh sắp mở một trung tâm lớn, cho nên cần rất nhiều giấy tờ cho chuyến đi. Là trung tâm đá quý, cái mà anh đã nói với em á hả? Đá đã được cậu Thuần cùng đội kiểm duyệt và đội an ninh chuyển về hồi sáng rồi. Anh à, ở chỗ đó lạnh lắm, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh nhớ rồi. Em ở đây, đừng có ra ngoài vào ban đêm, không có an toàn, có nhiều sương, dễ bị cảm lắm đó. Em biết rồi. À, để em mang vali xuống phụ anh nha. Không cần đâu, có tài xế và nhân viên phụ anh khiêng đồ xuống dưới rồi. Vô đi. Xe tôi đã chuẩn bị xong. Đem đồ giùm tôi xuống dưới đi. Để em tiễn anh. Không cần đâu. Anh đi nha. Tổng số đá anh ấy mua được phải ít hơn số đá đã khai thác được. Vậy anh ấy mang tất cả chúng cho Liên Hiệp sao? Không thể nào. Mình có nên quan tâm những chuyện này hay không? Lần sau nhớ đi cao su mềm chút nha. Em đi một mình hay đi với mình? Em đi một mình, em có chuyện muốn nói với anh. Chị hả? Thôi được rồi, ra ngoài kia đi. Dạ. Em tới đây phải báo cho em biết trước chứ. Ở đây tai mắt nhiều lắm đó. Tất nhiên em đã xem xét tình hình rồi em mới đến đây mà. Thôi được rồi, có chuyện gì em nói đi. Em chỉ muốn khuyên anh, anh nên rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Người được phải theo dõi mọi hành động của anh ở biên giới,
chính là em. Anh biết mà. Sao anh biết? Bởi vì nếu là Minh, Minh sẽ không giúp đỡ anh, chứ không phải giống như em đứng ngoài quan sát và chụp ảnh như em. Em báo cáo mọi chuyện mà em biết đi. Vì anh không có báo cáo gì, cho nên em cũng không có báo cáo gì hết. Mọi thứ chỉ là báo động giả thôi. Thật ra em biết đó không phải là báo động giả. Không hề là báo động giả. Anh cũng biết điều đó rồi. Chỉ là đó chính là nhiệm vụ của anh. Anh chưa quyết định được gì cả. Có phải vì anh thích cô ấy, cho nên anh mới không đưa cô ấy vào đối tượng tình nghi, có đúng không? Đó chỉ là công việc thôi. Em biết nhiều hơn anh tưởng đó. Em còn biết cô ta hay liên hệ với những ai. Cô ta là con của một ông chủ bán tranh đá quý. Những chuyện này không bất bình thường hay sao hả anh? Nó là hướng điều tra của anh. Được, vậy anh cứ điều tra theo hướng đó đi. Em sẽ điều tra theo hướng ngược lại, từ gia cảnh của cô ấy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở giữa. Em mong là lúc đó anh không bị rơi quá sâu vào mớ hỗn độn tình cảm của chính mình. Em đi trước đi. Ngân, cẩn thận nha. Hiện tại công ty chúng ta đang có nhiều đơn đặt hàng. Tôi nghĩ là cậu nên tuyển thêm thợ. Dạ. Và với nhiều cách vô đi, chúng ta có thể nới rộng nhà xưởng. Cần thiết hơn nữa là chào cậu. Chào ba. Cậu ra ngoài đi. Dạ. Dạ con xin phép. Chào cậu. Dạ. Mời cậu ngồi. Chào bà. Bà vẫn còn sử dụng hắn ta sao? Đó là người tôi tin tưởng. Hơn cả tôi sao? Chúng ta bàn công việc đi. Tôi nghĩ hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định với Lan. Tôi chỉ muốn con gái của tôi được hạnh phúc hơn thôi. Tùy thuộc hết vào cậu. Vậy thì còn tùy thuộc chúng ta làm ăn với nhau như thế nào nữa?
lấy cái bội của bà. Ông ơi, sao tôi thấy cá bên đây á, nó ít hơn ở bên suối trấu ông ơi? Chỗ nào cá nhiều thì người ta đông, mình bắt đâu có lợi với người ta đâu. Mày đập cập cập nhức đầu quá Trị ơi. Ai biểu đặt nó tên Trị chi? Rồi bây giờ nó bất Trị rồi đó. Giờ mày có xuống tiếp ba không? Ba ơi, cục đá này lạ lắm này ba. Lạ mà lạ làm sao? Cục đá này nó có cái nhân, mà cái nhân của nó ông ánh đó ba. Cục đá mà ông ánh cái gì? Mẹ con mày, trời nắng chiếu vô thì nó ông ánh. Ờ nhưng mà nè, sao mà đá nó ông ánh được? Đưa ba coi coi. Dạ. Nè ba. Là cái gì vậy ông? Hả? Trời ơi, là đá quý. Hả? Đá quý hả? Ừ. Đá quý hả ba? Trời ơi, mình giàu to rồi. Mình có nhiều tiền rồi ông ơi. Có nhiều tiền rồi con ơi. Hay quá. Giàu to rồi. À. Đi, vậy. Dạ. Đi. Alo, mọi chuyện sao rồi? Tốt, sẽ có thưởng sao? Nên nhớ, phải theo dõi cho đến khi lô hàng về đến nơi an toàn. Ok, chú có thể về trễ. Hệ thống vừa mới mở, chưa có việc gì để làm đâu. Anh. Em phải làm người đại diện thương hiệu đá quý bên anh nha. Nếu không á hả, là em giận anh luôn á. Thì anh cho em làm đại diện, chịu chưa? Chả ngày nào được bình yên cả. Nhỏ đó gọi nữa hả? Liên hiệp đã gọi. Alo, tôi nghe đi. Cái gì? Phát hiện ở đâu? Được rồi, tôi sẽ về liền. Chuyện gì vậy anh? Có một mỏ đá lộ thiên, mọi người đang xôn xao. Anh phải về gấp để mua đá. Mua lúc mà mọi người chưa biết giá trị thật của nó thì sẽ tốt hơn. Vậy còn em thì sao? Em cứ ở đây đi. Hai ngày nữa anh sẽ quay lại. Anh còn một số việc phải giải quyết. Chào chị, tôi mang đồ ăn sáng cho chị. Để lên bàn giùm tôi. Dạ.
Dạ thưa cô, ông Cường đã dặn tôi mỗi buổi sáng đem điểm tâm sáng lên cho cô. Ông ấy đã dặn tôi lên thực đơn theo từng ngày đó cô. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Nếu cần gì thì cô cứ gọi. Chúc cô ăn ngon miệng. Dạ đây là món lần đầu tiên đầu bếp của chúng tôi thực hiện. Nếu có gì sai sót mong cô bỏ qua. Tôi có thể biết thực đơn mà anh Cường chuẩn bị cho tôi hàng ngày được không? Dạ. Dạ đây ạ. Cô nói với các đầu bếp cứ làm những gì mà họ có thể làm. Tôi không muốn ăn những món họ không thể làm hoặc không có sẵn trong ngày. Dạ. Tôi sẽ nói lại với họ. Tôi xin phép. Buổi sáng ở rừng núi mà họ có thể làm súp bào ngư vi cá thì thật là lạ. Sao anh ấy có thể lấy trái tim mình theo cách cầu kỳ như vậy? Ở ngoài kia, những con người nghèo đó vẫn đang đào bới. Họ đang tìm những hy vọng trong lớp đất sâu. Dạ chào cô. Dạ chào ông. Chào dạ. Cô. Chào cô. Chào cô kỹ sư. Dạ. Chào cô. Lâu quá không gặp cô. Chút nữa cô xem giúp tôi mấy món đá được không? Dạ được, tôi biết rồi. Một lát tôi sẽ xem giúp anh. Dạ. Cô đi tìm cậu Tràm phải không? Dạ đúng rồi. Cậu nằm trên lều á. Dạ con cảm ơn chú Bốn. À. Có duyên có duyên không. Làm sao cho họ hiểu bây giờ đây. Không khéo họ lại giành giật giết nhau mất. Đá cuội chỉ là đá cuội, nhưng mà đôi lúc trong đá cuội lại chứa một viên hồng ngọc. Anh tìm ra điều đó bằng cách nào? Tôi phải trả giá bằng cái chết của một gia đình thì tôi mới hiểu được tầm sát sinh của những viên đá. Tưởng chừng như đẹp đẽ, cô kỹ sư có biết viên nào là hồng ngọc, viên nào là đá cuội không? Điều này tôi vẫn còn đang tìm hiểu. Tôi vẫn chưa trả lời anh được. Nhưng mà dùng đồ này thực sự có tiềm năng đá quý. Và quan trọng hơn nữa, trữ lượng ở khu này là nhiều nhất. Anh có biết không, thực ra sức nặng khác nhau cũng sẽ cho ta ít nhiều suy đoán. Cô ổn chứ? Những vết thương có làm cho cô đau không? Anh đang nói bọn thổ phỉ hả?
Chắc là tôi may mắn. Anh bỏ tôi lại, nhưng mà cũng có người khác cứu tôi. Tôi nghĩ là chắc cô tự cứu mình thì đúng hơn. Anh nói như vậy có nghĩa là anh nghi ngờ tôi và bọn chúng? Tôi không nghi ngờ. Tôi chỉ cảm thấy cô là một ẩn số đối với tôi mà thôi. Cô thực sự là ai? Tôi có thể làm lơ cho cô một lần, nhưng mà thực sự cô có đơn giản và tinh khiết như bề ngoài của cô hay không? Anh đã bỏ tôi lại, giờ thì muốn tuyên chiến với tôi. Anh thực sự muốn gì đây? Tôi có gì khiến anh nghi ngờ chứ? Thực sự thì anh là ai? Ê, qua đây nè. Em qua đây được quá ha. Qua đây lửa đá đi chị. Viên đá màu xanh này thấy đẹp nè. Dạ không được viên nào hả chị? Xem đá đi anh. Anh ơi, ghé mua lửa đá em nè. Vào bên kia chi, anh qua đây anh đợi đá nè. Lửa đi anh. Đẹp quá vậy. Mời vào. Ủa, anh về xong cho em hay. Vì anh có một bất ngờ nho nhỏ dành cho em mà. Cảm ơn. Dạ. Em xem thử đi. Còn thô và nguyên vẹn, thật là đẹp. Đúng là một tác phẩm tuyệt vời từ thiên nhiên. Em kiểm nghiệm thử coi nó thuộc loại đá nào. Có thể trong tương lai anh sẽ kinh doanh nó. Anh đang tìm cách mua lại hết cả một con suối đá. Cả một con suối đá? Ừ. Họ tìm thấy ở một con suối. Đó là mẫu đầu tiên. Còn vài mẫu nữa đang được đem về. Anh đã mua tất cả chúng. Họ vẫn còn đang tìm kiếm ở ngoài đó. Không nhiều, nhưng có thể chất thành một ngôi nhà bằng thạch. Họ là ai? Là những người sống xung quanh con suối đó. Anh biết không? Em nghĩ nó là loại mà em đang cần. Em sẽ cho anh biết kết quả sớm thôi. Anh đang rất muốn biết nó thuộc chủng loại nào, để mở một khu buôn bán, hoặc là lập một dự án riêng. Em à, anh còn một số việc chưa xong, nhưng anh nhớ em quá cho nên mới về đây thăm em. Anh chỉ đi thêm một vài ngày nữa thôi. Em biết rồi. Anh đừng có lo quá.